Từ nhiều năm qua, chợ hoa Phước Lộc Thọ là một sinh hoạt thường niên của cộng đồng người Việt hải ngoại tại Lưu Lộ Sài Gòn mỗi khi Tết đến. Năm nay, dù trải qua đại dịch COVID-19, thông lệ ấy vẫn không thay đổi và mọi người lại có dịp đón xuân với những sắc màu rực rỡ. Năm nay thì COVID dịch và mình đã bán ở đây gian hàng này 14 năm rồi. Nhưng vì dịch thì năm nay hàng nó ít gian hơn. Rồi nhưng mà những hàng về nó cũng khó khăn hơn. Nhưng mà ở đây thì vẫn cố gắng để về nhiều hàng để cho đồng hương. Năm nay thì tụi em có những cái món hàng mới này, những bao lì xì và những câu chúc Tết, những pháo mới và lân có ông địa, có rầu và những chậu mai. Năm nay á thì pháo điện á, là đây là những pháo điện, anh muốn em mở lên cho khách nghe thử không? Thì nó khác biệt với những năm trước á, khi mà mình mất cái remote. Chợ hoa Phước Lộc Thọ nhóm họp hàng ngày từ thứ Sáu 22 tháng Giêng đến thứ Tư 10 tháng 2 tức 29 Tết, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.